Không chỉ theo dõi thông tin về nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong giới toán học Việt Nam, giáo sư Ngô Bảo Châu qua các phương tiện truyền thông, mà những người yêu bộ môn khoa học này của Nghệ An, Hà Tĩnh may mắn có dịp được giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về toán của Việt Nam nhân dịp giáo sư và đoàn công tác của viện đến thăm và làm việc tại trường Đại học Vinh. Giáo sư cũng là người Việt Nam đầu tiên đạt giải Fields, giải thưởng danh giá nhất của toán học quốc tế. Để thể hiện tình cảm với giáo sư Ngô Bảo Châu, chiều nay thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa và tham gia buổi giao lưu với giáo sư. Hội trường A Đại học Vinh không còn một chỗ trống. Với các giáo viên, học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và những người yêu toán của vùng đất học xứ Nghệ, thì đây là một cơ hội hiếm hoi để được trực tiếp trò chuyện với giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Fields, giải thưởng danh giá nhất của toán học quốc tế. Ông cũng là học sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng toán quốc tế. Hiện nay giáo sư là giảng viên của Đại học Chicago, đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và là giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp toán học của Việt Nam. Rất nhiều câu hỏi các em học sinh sinh viên chuyên toán, những người ưu toán mong muốn được nghe giáo sư chia sẻ nhất chính là niềm đam mê giáo sư dành cho toán học. Em có một câu hỏi muốn hỏi giáo sư, đó là giáo sư có thể chia sẻ bí quyết để có sự đam mê trong việc làm việc và học tập với toán học được không? Tôi cảm thấy thích toán, từ Việt Nam là tôi bị trượt trượt thích toán. Cảm thấy là một mình. Thì lúc đó thực sự bắt đầu ngồi làm toán, giải toán. Mỗi lần giờ một bài toán không làm được mà về sau thôi. Nửa tiếng một tiếng không làm được và cảm thấy tự xấu hổ, mở cái cuối sách ra để xem cái lời giải như nào, mình cảm thấy sau thế nó cũng dễ, mình cảm thấy vừa xấu hổ vừa cảm thấy phẫn nộ với chính mình. Thì đấy là cái tôi nghĩ là trong mỗi con người chúng ta thì đều cái em để là chúng ta vươn lên tiến bộ đấy, cả trong làm trong toán học, trong khoa học, trong các lĩnh vực khác, là cái ham muốn vượt qua thử thách. Thì đấy không phải chỉ thứ học toán đâu, chúng ta nên phải tự thử thách, chúng ta tự bày trên trời và tự vượt qua, đấy là cách mà chúng ta tiến bộ. Những học sinh đến từ các lớp chuyên toán của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, sinh viên khoa tự nhiên trường Đại học Vinh quan tâm và muốn nhận được lời khuyên của giáo sư toán học hàng đầu của Việt Nam và thế giới, đó là làm thế nào để có phương pháp học tập, nhất là học toán hiệu quả. Còn với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Di, nguyên giảng viên khoa toán của trường Đại học Vinh, với 45 năm gắn bó với bộ môn toán và đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên khoa toán, điều thầy mong muốn nhất là với cương vị giảng viên của một trường đại học hàng đầu thế giới, Đại học Chicago, Hoa Kỳ, thầy mong muốn giáo sư sẽ tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên có thể bước chân vào môi trường giáo dục đào tạo tiên tiến của thế giới như Đại học Chicago. Tôi nghĩ là cái khả năng học của Mỹ bây giờ cũng không phải là không khó khăn, chỉ cần là việc học hành với nghiêm túc và có một sự được sự hướng dẫn và được cái thư giới thiệu nghiêm túc của thầy và cô giáo và dự tiếng Anh sẽ tốt. Dù thời gian giao lưu không nhiều, nhưng các em học sinh, sinh viên và các giáo viên đã được trực tiếp lắng nghe những chia sẻ về quá trình khổ luyện trong học tập và nghiên cứu để giáo sư Ngô Bảo Châu đạt được thành công như ngày hôm nay. Còn với giáo sư Ngô Bảo Châu, thì những tình cảm, sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, của giới yêu toán hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thực sự để lại những tình cảm sâu đậm về người nghệ hiếu học trong ông. Thì được các em sinh viên tiếp đón rất là nhân sinh học sinh, rất là nhiệt tình và đầm ấm. Tôi bắt tay đến 100-200 em, cảm giác rất là xúc động bởi cái sự yêu quý của em dành cho tôi. Đấy là cái rất là vui vì cái thể hiện cái truyền thống hiếu học của người dân Nghệ An, của các em Nghệ An. Tôi tin tưởng rằng cái mầm tốt như vậy thì các em sẽ phấn đấu vươn lên, học giỏi hơn. Trong chương trình làm việc tại trường Đại học Vinh và tại tỉnh Nghệ An, ngày mai giáo sư Ngô Bảo Châu và đoàn công tác của Viện Nghiên cứu cao cấp về toán của Việt Nam sẽ trực tiếp giảng dạy và nói chuyện với giảng viên
giáo viên dạy toán của hai tỉnh về vấn đề giảng dạy và nghiên cứu toán học tại trường đại học và phổ thông hiện nay.